Đây, rỗ một chú gấu luôn đấy. Đây. Hình đẹp không? Ừ, hình rất là đẹp luôn đấy. Anh ơi anh ăn buffet không anh? À, buffet à? Vâng anh ơi buffet nhà em nhá. Em nói một điều này mà anh vô cùng ngạc nhiên luôn nha anh nhá. Buffet nhà em chỉ có 20.000 một lần ăn thôi anh ạ. Nhưng mà anh nghe nói là buffet chỉ có buffet hải sản, buffet lẩu, làm gì buffet kẹo này đâu. Anh ơi, thế nên mới là quán đầu tiên có ở Việt Nam mình đấy anh. Nên là lần đầu tiên mới có là buffet kẹo đấy anh. Vì vậy mà chỉ có 20.000 một lượt anh có thể ăn cả ngày luôn. Và đặc biệt là hôm nay khai trương nên là em tặng anh một cốc nước mà em đảm bảo anh chưa bao giờ được uống một cốc nước mà ngon như thế đâu. Bởi vì không ai có thể nấu nước mà ngon được như em đâu anh. Em đảm bảo luôn anh ơi. Đây anh ơi, anh cho 20.000 nữa. 20.000 đâu anh? Đây 20.000 đây. Tiền anh chưa đưa mà anh đòi uống nước của em này, anh nhanh vậy anh. Ui, nghỉ hè rồi mẹ mình cho mình đầu tư một quán buffet kẹo có 102 ở cái thành phố này luôn ấy. Mại dô bà con ơi. Đảm bảo chưa có một quán buffet kẹo nào mà đẹp và nhiều đồ ăn như ở đây luôn. Ui dồi ôi, có ai nhìn thấy một cái kẹo nó đẹp như quả trứng này không? Quá đẹp rồi. Không nhớ lại còn rất là thơm, đảm bảo kẹo con kẹo nhập khẩu thôi. Cả bánh hamburger đây này, mềm dẻo mà không ai có luôn. Đó, hôm nay khai trương lên à. Mọi người ơi, vào ăn đi, toàn kẹo ngon thôi. Mà không ai vào vậy trời. Trời ơi này, lại còn cả những cái quả này nữa. Đấy, ở Việt Nam mình lấy đâu ra, toàn ăn kẹo ngon thôi. Mọi người ơi, mại dô. Buffet rất là rẻ, 20.000 ăn thỏa thích, ai mua nào. Ủa, mình ra từ sáng đến giờ đau hết cả cổ họng mà chưa có ai nào. Đúng rồi, mọi người vẫn bảo là phải có chiêu trò đúng không? Được, mà có một chiêu rất hay, yeah. Mọi người ơi, ăn buffet đi, 20.000 một lượt ăn thoải mái. Và đặc biệt hôm nay khai trương sẽ được tặng một loại nước mà chưa ai từng được uống bao giờ. Nước này ngon nhất của đất này luôn, mọi người ơi, vô đi. Ăn nhanh. Chị ơi. À, trời ơi, khách quen. Chị ơi, chị. Ơi. Để em ăn. Ăn đi. Đây. Trời ơi, con vẽ thẻ rồi đi. Nó nhanh nhậu thế này thì nhá. Chị ơi. Mình là đất hàng. Ôi, chị làm nhất gì nhất gì đấy. Rồi vào rồi, ăn đi rồi dùng miễn phí đây. Đây, để em đây, 20.000 rồi. Em ăn cái gì thì em gắp vào đĩa nhá. Em ăn thử đi. Này, đảm bảo không có cái gì ngon mà của nhà chị đâu. Cứ ăn bình tĩnh thôi, ăn cả ngày cũng được. Đấy ôi, em ơi, em ăn đi ngon lắm ấy. Ôi khoan từ từ nhá, mình ăn đến đâu rồi mình gắp lên đấy. Ai lại gắp đi thế, tí thừa của chị thì sao? Trời ơi, khách hàng của chị đã đông lắm ấy. Em cứ đi em ăn thoải mái đi hay là. Đấy, buffet nhà chị rất là dài luôn. Ngon không? Đó, bây giờ chị sẽ kéo ra đây cho em cứ đi dọc đây. Ngon quá. Đấy, thấy chưa? Cái buffet này chị ngon lắm, em nhìn xem rau kẹo ngon rồi đúng không? À, khuyến mại đúng không? Trời ơi, chị nói thật với em như trên đời này em chưa bao giờ được uống nước lọc mà ai nấu mà ngon như chị đâu. Đây, khuyến mại một cốc nước lọc nhá. Trời mưa. Phải đâu, gió cây đấy, em thấy không? Ở đây ăn buffet các bạn đấy, thấy chưa? Ngon không? Nước lọc chị thấy ngon không? Ấy, chị đã bảo rồi, làm gì có ai nấu nước lọc ngon bằng nhà chị. Nhà chị đã nấu nước lọc và ngon nhất luôn. Nước thử đi. Cái đấy có ngon không? Thế nào? Ê, trời, chị đã bảo rồi mà. Ăn thử được đấy. Uống như một chai coca luôn nhá, đúng không? Ui xoài quả này, đấy ăn kẹo uống coca. Ui xoài. Ngon không? Phải nhá, hôm nào bảo các bạn là của em đến đây ăn cho chị nhớ chưa? Bởi vì kẹo nhà chị ngon như thế này cơ mà. Các em nhìn này còn cả hình ô tô luôn này. Đó, nhìn thấy chưa? Một chiếc kẹo hình ô tô luôn. Làm gì có ai bán đâu. Ngon lắm. À bây giờ em ăn kẹo gì nào để chị gắp cho. Nhiều quá đúng không? Nhiều quá ăn không nói được luôn. Nào ăn đi. Ơi. Em ăn một cái bánh này đúng không? Đấy, cái bánh này nhá, này còn kẹp rau, kẹp riếc đàng hoàng đầy đủ cho em luôn. Đó. Đây, trời ơi. Nhà chị làm phục vụ rất là nhiệt tình luôn. Đấy. Em thấy ngon không? Trời ơi, bún quê nhà chị nó ngon lắm luôn ấy. Chị bán hàng luôn nhưng mà đây này, nhà chị làm với chị ăn này. Ngon. Bánh ngon đúng không? Cái này ngon. Cái này ngon. Mà hè đến rồi tối ra thỉnh thoảng ra đây chơi với chị ở nhà làm gì? Em ở nhà làm gì? Đúng không?
Ở nhà thì ra đây bán hàng chị buổi tối đông lắm nhá. Nhưng em không biết đâu, buổi tối là kín mít ở đây luôn ấy, chị bán hàng không kịp luôn. Thế là bạn ơi là bạn ấy cứ bảo là gọi em sang, nhưng mà xong á nhiều việc quá không gọi được. Tối nay là phải ra giúp chị, hôm nay là cuối tuần, các bạn thì chơi đông lắm nên là ra đây giúp chị nhá, bán hộ chị. Tối đến mà còn thừa cái nào là chị cho mang về hết nhá, còn hết thì thôi. Ngon không, ngon không? Trời, đây có 20.000 thôi, ăn là bá cháy luôn, bao nhiêu luôn, đủ luôn. Hả? Có còn ăn gì nữa không? Bánh nào? Gum. Bánh gum nói gì vậy em? À, đây, dỗ một chú gấu luôn đấy. Đây. Hình đẹp không? Đẹp. Hình rất là đẹp luôn đấy. Anh ơi anh ăn buffet không anh? À, buffet à? Vâng anh ơi. Anh ơi, buffet nhà em nhá, em nói một điều này mà anh vô cùng ngạc nhiên luôn nhá anh nhá. Buffet nhà em chỉ có 20.000 một lần ăn thôi anh nhưng ạ. Nhưng mà anh nghe nói là buffet chỉ có buffet hải sản, buffet lẩu, còn gì buffet kẹo này đâu. Ôi, thế nên mới là quán đầu tiên có ở Việt Nam mình đấy anh. Nên là lần đầu tiên mới có là buffet kẹo đấy anh. Vì vậy mà chỉ có 20.000 một lượt anh. Ăn anh có thể ăn cả ngày luôn. Và đặc biệt là hôm nay khai trương nên là em tặng ăn anh một cốc nước mà em đảm bảo anh chưa bao giờ được uống một cốc nước nào ngon như thế đâu, bởi vì không ai có thể nấu nước mà ngon được như em đâu anh. Em đảm bảo luôn anh ơi. Đây anh ơi, anh cho 20.000 nữa. 20.000 đâu anh? Đây 20.000 đây. Tiền anh chưa đưa mà anh đòi uống nước của em này, anh nhanh vậy anh. Tiền đâu ấy nhở? Đấy xua, cầm tiền giúp chị đi em. Đây rồi này, 20.000. Đây anh ơi, nước đây nhá. Tôi uống thử nước đây à? Ừ, trời ơi, đảm bảo nước lọc em. Wow, nước lọc nhà em ngon nhở? Thế nào? Ui, nước lọc nhà em nấu là nhất đấy anh. Ngon nước lọc ngon quá. Anh nhỉ? Ăn cái bánh này nhá. Đây là kẹo kiểu hình trứng. Đây anh ơi, anh ăn thử đi. Trứng này là trứng ngỗng à? Vâng, trời ơi anh ơi, nhà em lại khó lắm ấy, em phải cờ kỳ công lắm em mới làm được cái đấy đấy anh. Ui, có trứng ngỗng to nhỉ. Đó. Ngon không anh? Ngon lắm. Anh ơi, anh làm một chiếc ô tô nữa anh nhá. Đấy anh ơi, anh có thể đi đâu mà thấy được á? Có chiếc bánh này đẹp như này. Sushi sang đây ăn buffet à? Vâng ạ. Không rủ, không rủ, không rủ chú sao? Ai biết chưa? Chú ở nhà mỗi một mình đang đói. Thôi rủ chú đi, chú trả tiền hộ chứ không rủ. Ôi trời. Anh ơi, anh đây, của anh nữa đây này. Đó, một chiếc ấy này anh này. Một chiếc ô tô à? Một chiếc ô tô thêm một chú gấu cho anh nha. Ôi trời ơi. Đấy chú, anh thấy không? Ô tô được ăn được không? Không... ăn được đấy anh. Yeah. Vâng, ngon lắm anh ạ. À, kẹo này toàn kẹo nhập hết đấy anh. Làm gì có đâu. Đấy, anh thử nhìn xem. À, mà em còn nhớ là anh rất thích uống Coca đúng không? Mại vô cho anh một chai Coca luôn nè. À, chú ăn gì được không em? Cho chú ăn đi. Em một ạ. Có cái gì cần chưa một ạ? Đây hả? Trời ơi, có mỗi một viên đỏ là em ăn luôn rồi đó nha. Đó, ngon đúng không? Được chú ơi. Anh ơi, anh nhớ giới thiệu mọi người đến đây ăn giúp em nhá. Cửa hàng này rất độc và lạ. Đúng rồi, rất là ngon luôn đấy. Buffet kẹo, chưa nghe đến bao giờ cả. Đúng rồi, yên tâm, chú sẽ giới thiệu bạn chú đến đây ăn. Vâng. Nhưng mà khuyên mãi nước lọc nghe có vẻ là không đúng lắm. Ôi lần sau nhớ pha nước đường nhá. Anh không biết là nước lọc nhà em tinh khiết cực kỳ luôn ấy. Anh uống nước nhà em, anh thấy khác hẳn nước ở ngoài. Ở ngoài làm gì có nước này đâu anh, đúng không? Đấy, Xu nhỏ. Thế Xu, nước lọc của chị chưa? Ăn rồi. Ngon không? Vâng. Ui ơi, nước lọc ngon à? Chị ăn no chưa? 20.000 ăn nhiều vào không nhỉ? Lỗ. Đi hấp ăn đi. Chú ơi, chú ăn nữa đi chú. Chú ăn thế là no rồi, bụng chú bé lắm. Này, chị gọi là chú cũng thưa mà gọi là anh cũng thưa. Trời ơi, chú thầy khoái á. Hàng xóm nhà em vui tính ghê cơ nhỉ. Ủa, anh ơi, ăn nữa đi anh. Anh chê kẹo nhà em à? Đây, đây, đây. Đấy, kẹo nhà em rất là ngon luôn. Một cái... Coca đúng không? Đấy. À, đây lại còn khuyến mại thêm quạt. Úi trời ơi, có ở đâu đi ăn mà lại được quạt như này không? Bán hàng khéo thế này thì đông khách lắm đây. Vâng ạ. Rồi có chết, nhất là buổi tối này. Nhất là buổi tối đông lắm luôn đấy, mọi người không ăn nhanh tí là hết sạch kẹo, không còn kẹo để mà ăn đâu á nha. Mại rô, mại rô, cô ơi, bán buffet kẹo cô ơi. Kẹo nhà con ngon lắm nè. Ngon không, ngon không? À này, em ơi, từ lúc chị mở quán đến giờ là em ăn hơi lâu rồi đấy, ăn cũng nhiều rồi đấy. Hết rồi đấy. Ừ, thế thôi.
về thôi để ta đi. Ừ, để cái gì còn bán hàng ăn gì ăn nhiều thế. Anh nghỉ lạc đây. Ừ, này, tặng thêm cho cái bánh này nó mang về rồi tối này sang anh giúp chị nhá. Cái này cái đĩa. Cho luôn cái đĩa mang về khuyến mại cái đĩa luôn. À, bye bye. Bye bye. Này nha, tối sang nha giúp chị nha. Vâng, tối em không phải hàng nữa em sang. Ừ, tối sang đi nha. À, tối em không ăn cơm ở nhà nên là em sang đây em ăn đi. Thôi đừng, ăn cơm ở nhà đi, trời ơi. Mẹ không nấu. Trời ơi, bảo nó sang đây giúp hộ tí, nó bảo nó không ăn cơm ở nhà để sang đây nó ăn hết của mình à. Trời ơi, nhưng mà thôi không sao, có nó giúp là tốt lắm rồi. Mọi người ơi, buffet nào, buffet kiểu nào.